Chào các bạn, chúng tôi là Hợp tác xã Hưng Điền Phát, chuyên chăn nuôi sản xuất các sản phẩm về ruồi đính đen. Các bạn biết ruồi đính đen là gì không? Là con vật như thế nào? Các bạn đã nghe nói đến chưa ạ? Ruồi đính đen là một loại côn trùng có ích cho cộng đồng con người, xã hội loài người nói chung và các nhà nông và các ngành nghề kinh tế nông nghiệp nói riêng, vì chúng có thể giúp phân hủy rác thải hữu cơ, biến phân thải chất thải thành tiền và thành ra những cái loại phân bón hữu cơ rất tốt, thay thế cho phân hóa học ngày càng làm chai sơ đất và chua, axit hóa đất đai trồng trọt và đất mất đi sự màu mỡ. Ruồi đính đen .com.vn nè, giới thiệu đến các bạn loại ruồi đính đen. Ruồi đính đen tên khoa tiếng nước ngoài, tiếng Anh là black solid solitaire fly, black solid fly, gọi là ruồi nhưng thật ra chúng giống con ong hoặc là con kiến có cánh hơn, vì chúng ít vào nhà cho nên là chúng ta thường trong cái cuộc sống sinh hoạt của con người chúng ta ít có đụng chạm và gặp nó, vì chúng thường sống ở ngoài thiên nhiên, các loài cây cỏ, những cái vườn cây trái ẩm thấp, nhưng chúng lại không phải là loài gây hại cho cây trái hoa màu, vì chúng khi đẻ sinh sản thì chúng lại tìm nơi cao ráo sạch sẽ, nhưng không phải là đẻ vô những trái cây còn tươi mà chúng phải tìm nơi đang có những cái chất thải hữu cơ phân hủy, để khi con chúng nở ra rớt xuống là có nguồn dinh dưỡng để lớn lên sinh tồn. Đấy là đặc tính của loài ruồi đính đen này, cho nên chúng ta ít khi nào thấy chúng vào nhà, rất là lạ. Nếu các bạn nói là các bạn vào trang mà nhìn hình dung là có thể nó giống con ong, giống con kiến có cánh hơn là giống cái loài ruồi, vì chúng không vào nhà, chúng khi nở ra cuộc sống chúng chỉ kéo dài trong vòng trên dưới một tuần lễ, có nhiệm vụ là chỉ sinh sản xong rồi chết. Chúng không có miệng để ăn, chúng chỉ sinh sản ra, chỉ hút nước và có nhiệm vụ duy trì giống nòi bằng cách giao phối với nhau, tạo trứng rồi sinh đẻ xong hết trứng thì chúng kết thúc dòng đời của chúng khoảng 45 ngày. Loài ruồi đính đen này là loài ruồi có thể biến chất thải thành tiền, rác thải thì là các loại phân từ các trang trại nuôi heo, nuôi gà, nuôi chim cút, kể cả những cái nhà máy chế biến nông thủy hải sản như chúng tôi cũng có liên kết đến những cái nhà máy chế biến thủy sản dùng bùn cá, có nghĩa là những cái chất thải mà không thể tái sử dụng vào các việc khác để chế biến một thứ gì đó, nghĩa là cái cuối cùng của sản phẩm sau khi chế biến là bùn cá, máu nhớt cá là chúng tôi tận thu để làm nuôi ruồi đính đen này, và từ ruồi đính đen này nó cho ra rất là nhiều sản phẩm, ví dụ ấu trùng con có thể cho ăn trực tiếp, ấu trùng thương phẩm cho ăn trực tiếp trên đàn gà, đàn vịt, chim, cá, kiển, kể cả là cá thương phẩm rất là thích, khi chúng ta quăng xuống thì chúng ăn rất nhiều, cho nên chúng ta cũng cho ăn một cái liều lượng vừa phải, kể cả gà nếu mà chúng ta cho ăn toàn phần cũng không tốt lắm, chỉ nên cho ăn khoảng 40-50% khẩu phần. Gà con có thể chúng ta cho ăn từ 10 rồi tăng dần lên 20, rồi khi chúng
cỡ gà giò để cho ăn khoảng 30% 40% khi trưởng thành, thì khi đó là cái bộ tiêu hóa chúng sẽ tiêu hóa rất tốt cái loài ấu trùng này, hấp thu tốt. Các bạn hãy share livestream này để cho nhiều bạn nhận được giá trị. Từ ruồi đến đen này thì chúng rất là hữu ích cho con người. Chúng có thể phân hủy chất thải, phân hủy rác thải, phân hủy những cái rác hữu cơ rất là đa dạng, từ thức ăn thừa, cơm thừa, cá cặn từ các nhà máy, xí nghiệp, cơm thừa, cá cặn hơn là phế phẩm của các lò mổ, phế phẩm của các nhà máy chế biến thực phẩm, nước giặt khác như sữa đậu nành, rồi những cái thức ăn mà quá đắt mà con người không dùng được nữa thì có thể dùng cho chúng. Chúng có thể phân hủy phân heo, phân gà, phân chim cút để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chúng có thể ăn, chỉ mình đổ vào tất cả những cái loại rác thải động vật, kể cả xác động vật, thì chưa kịp lên men thối là chúng có thể đã xử lý xong. Cho nên là chúng có thể nói là góp phần tránh ô nhiễm môi trường, gây mùi hôi thối nếu cho ta ăn, chúng ta cho ăn trong cái chừng mực. Loại ấu trùng này ăn rất mạnh. Các bạn thấy là chúng tôi đã mày mò và nghiên cứu rất lâu, rất nhiều để có được những cái thanh trứng này. Là chúng tôi cũng đã từng vấp ngã, thất bại, làm sai quy trình. Nhưng mà rồi chúng tôi phải cải tiến hàng ngày, học hỏi từ trên mạng, từ trên thực tế, từ trải nghiệm. Và bây giờ chúng tôi có thể sản xuất ra được hàng ký trứng mỗi ngày. Khả năng chúng tôi là có thể cung cấp cho những đối tác, những nông trang, nông trại có nhu cầu lớn, số lượng trứng lớn. Và có những đối tác nước ngoài đã tìm đến chúng tôi để đặt điều kiện hợp tác và đưa đến những cái nguồn, cái đầu ra. Như có một đối tác ở Singapore, người Singapore nhưng mà có công ty ở Indonesia qua đây gặp chúng tôi để cùng hợp tác đưa những cái mối trứng từ châu Phi, mỗi tuần gần nửa tạ trứng là khoảng trên dưới 50 kg, rồi những cái mối trứng từ bên Hàn Quốc đặt thì nhu cầu về trứng của thế giới cũng rất lớn để xử lý rác thải, chất thải. Và quan trọng hơn là chúng có thể thay thế những nguồn đạm cho gia súc, cho cầm, những loại vật nuôi mà trước giờ đang dần cạn kiệt, ví dụ như bột cá từ cá biển được tàu đánh bắt hiện đại, dùng những thiết bị hiện đại truy xét, có thể là định vị được chúng bầy đàn bao nhiêu, định lượng được là trữ lượng của đàn cá đó là như thế nào, cái luồng cá đi đó là người ta sẽ có thể thu hoạch được bao nhiêu. Cho nên là tài nguyên càng ngày cạn kiệt, do đó loài ruồi đính đen này là một loài rất là tiềm năng để thay thế thức ăn cho gia súc, gia cầm. Ruồi đính đen, các bạn hãy share livestream này để cho những người biết đến chúng tôi, để liên hệ chúng tôi. Chúng tôi sẽ trao đến những sản phẩm tuyệt vời này đến người sử dụng, có thể dùng để chăn nuôi làm kinh tế với ruồi đính đen này, cũng có thể dùng để phân hủy rác thải, chất thải, biến chất thải rác thải thành tiền, làm kinh tế với ruồi đính đen này với nhiều mô hình đơn lẻ hoặc là liên kết hoặc là khép kín, từ làm giống ruồi bố mẹ sản xuất trứng, kế đến làm thương phẩm,
14 ngày tuổi, 14 18 ngày tuổi, hoặc là đến cái loài để thương phẩm dùng để làm bột đạm để cung cấp cho cái ngành thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Như các bạn thấy là chúng tôi cũng đã nhiều năm mày mò thực nghiệm để đam mê, tâm huyết với lại con côn trùng rất là hữu ích này. Các bạn hãy share livestream đến cho nhiều người, cho cộng đồng có nhu cầu về loài rùa đánh răng này tìm hiểu thêm và vận dụng được những cái lợi ích của chúng. Mời các bạn hãy livestream và hãy để chế độ xem trước. Các bạn biết để sản xuất ra trứng rùa đánh răng này chúng ta phải có một cái quy trình công nghệ gồm nhiều yếu tố, gồm nhiều bước. Chúng ta phải tuyển lựa giống, chúng ta phải ủ trứng này, rồi nuôi ấu trùng, rồi bố mẹ, một cách chuyên biệt khác hơn là nuôi thương phẩm, rồi yếu tố về nhiệt độ. Nếu nhiệt độ dưới 30 độ C